心，海底鲸鱼的沉睡，银香星河在我蓝色的心岸停泊，远方的诗歌藏进漩涡，下雨泪中会化作泡沫，想念的云随着风轻落，我依然记得，心在天高海阔，煮灯火一起看日落，cơn bão số 5 của Phổ Thành trong năm nay đã đi qua, mưa rào vẫn còn rải rác vài nơi. Từ ngày hôm nay, giao thông thành phố dần dần trở lại bình thường. Một số chuyến bay tại sân bay bắt đầu hoạt động, mưa dẫn đến tắc đường. Các bạn tài xế, hãy chú ý lái xe an toàn. Bão vừa mới đi đã giục con qua, đã nói là họp lớp mà cứ bắt phải cho người ta leo cây. Sắp khai giảng rồi mà cũng không cho con gặp gỡ bạn bè. Ngữ Kinh. Từ lúc bố và mẹ con ly hôn, đến giờ, bố con chúng ta cũng đã hơn 2 năm không gặp rồi. Lần này con đến Phổ Thành, mẹ con nói với con thế nào? Mẹ con bảo con đến sống vài ngày, làm quen một chút với gia đình mới của bố. Chẳng phải từ lúc bố lập gia đình, cũng chưa từng gặp qua sao? Người nhà của dì quan con, tốt lắm. Nhưng bố cũng phải nhắc nhở con, chỗ này không giống với chỗ của mẹ con biết điều cho bố một chút. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, con phải rõ ràng. Phải hiểu quy tắc. Đừng gây thêm phiền phức cho bố. Bố không có nhiều kiên nhẫn như thế đâu. Bố đang nói chuyện với con đấy. Con có nghe thấy không? Dì quan của con là trưởng bối. Gặp trưởng bối phải lễ phép. Lần đầu gặp mặt phải để lại cho người ta ấn tượng tốt. Đừng giống như mẹ con, gặp ai cũng bày ra bộ mặt khó chịu. Yên tâm, ngày mốt là con đi rồi. Rốt cuộc có đi hay không? Có biết lái xe không vậy? Đi đi. Thằng danh con.
Hôm nay nhà chúng ta đúng là xong hỷ lâm môn. Thứ nhất, mình tu thông qua thực tập rồi. Thứ hai, sách mới của Lão Mạnh Anh sắp xuất bản rồi. Chưa đâu. Cách lúc xuất bản vẫn còn xa lắm. Anh chỉ vừa hoàn thành xong bản thảo, không đáng nhắc đến. Sao có thể chứ? Anh viết tốt như thế, chắc chắn sẽ có người có mắt tinh tường mà. Đợi sau khi xuất bản, em sẽ đặt trước 100 quyển. Anh ký tên lên cho em đi tặng bạn bè xung quanh của em, cũng xem như giúp anh tuyên truyền. Không cần phải thế. Chúc mừng bố nhé. Đợi sách mới của bố xuất bản, ít nhất có lượng tiêu thụ thấp nhất là 100 quyển rồi. Con đừng có xem thường sách của bố. Vì một khi xuất bản rồi, đừng nói là 100 quyển, 1 triệu quyển cũng có thể bán được. Sao còn không động đũa đi? Nào nếm thử cái này. Vẫn là em biết cách chọn món. Ngữ kinh nhà chúng ta, lúc nhỏ thích ăn nhất là tôm. Trên sách nói rằng, tôm dành riêng cho người say, có thể nuôi muỗng đũa. Ngữ kinh à, xem như hôm nay con có lộc ăn. Mau, ăn thử đi. Con nhìn gì thế? Mau ăn đi. Nhưng mà, bố, con không ăn tôm. Bố quên rồi à? Dì Quan của con tốt với con biết bao, căn nhà tốt thế này, gia đình hạnh phúc thế này, còn chuẩn bị cho con nhiều món ngon, hợp khẩu vị thế này. Nghe lời, bố, từ nhỏ con dị ứng với tôm, bố quên rồi sao? Đều là dì sơ suất, cũng không hỏi con thích ăn gì, mà đã tự lo liệu rồi. Nhưng mà người phổ thành bọn dì, khẩu vị ăn uống thanh đạm, sau này con phải tập quen. Không cần đâu, dì. Không cần phiền phức như thế. Vài ngày nữa là con đi rồi. Chưa ăn cơm xong, con đi đâu? Con có hiểu lễ phép không hả? Hướng Mai, em đừng để ý nhé. Con bé này trước đây, nó không thế này. Chỉ là ở cùng mẹ nó, lâu ngày, bị chiều hư rồi. Em ăn đi. Hôm nay cháu đến chỗ Lão Tôn, sửa xong bảng hiệu rồi. Lão Tôn còn nhớ đến cậu. Bảo là nể tình cậu, nên chỉ lấy nửa tiền. Nhìn xem, thế nào? Lâm Ngữ Kinh. Quần áo mang đủ chưa? Mang không đủ thì mai đi mua.
chẳng phải ngày mốt về rồi sao? Còn mua quần áo gì chứ? Còn mang quần áo mùa đông đây. Con nhanh chóng thu dọn. Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút. Có phải bố mẹ đã giấu con làm chuyện gì đó không? Bọn bố giấu con làm gì chứ? Con đi đâu thế? Bố không nói cho con biết. Con đi hỏi dì Quan. Con đừng quậy nữa, được không? Bố buông ra, bỏ tay ra. Bố nói cho con biết, cho dù bố và mẹ con muốn làm gì, cũng không cần phải giấu con. Con giống hệt mẹ con, cái tật đa nghi này, vĩnh viễn không sửa được. Ở đây ngoan ngoãn cho bố, đừng có quậy. Bút phải cầm thế này, chữ mới viết đẹp được. Mẹ, con muốn mai về. Nếu mẹ bận, hay là mẹ chuyển cho con chút tiền, con tự mua vé máy bay. Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Minh Tu về rồi à? Con ăn cơm chưa? Ăn rồi. Sắc mặt con không tốt, có phải bị ốm rồi không? Trong bếp vẫn còn canh, chú hâm nóng cho con một bát nhé. Không cần đâu ạ, con về phòng trước. Đáng đời. Tôi sắp bị đánh chết rồi, các cậu có quản hay không? Không quan trọng đến thế, đau chết được. Nếu thời đại đã cần đến tôi, tại sao lại còn phái ông bố hung dữ của tôi đến để làm hại tôi? Tại sao? Im miệng đi. Vết thương ngoài da, đợi chút nữa tôi đi mua con cá, nấu cho cậu bát canh. Thời đại không thể không có cậu. Phía trước 50m, rẽ trái. Phía trước 50m, rẽ trái. Cậu còn lề mề cái gì thế?
chuyện này không gấp được. Cái này thì có gì mà không gấp được, một nhát dao là giải quyết được mà. Cậu không gấp được thì để tôi làm, có ai không? Xin lỗi, người đẹp, để gương mặt xấu xí của cậu ấy ảnh hưởng đến mắt của cô rồi. Xin lỗi. Chỗ của các anh có sửa trang sức bạc không? Sửa. Có cả chứ? Có. Đồ chị cần đều đã đến. Ở phía sau đợi chị kiểm hàng. Tôi tìm nhầm chỗ rồi. Tôi không sửa nữa. Không phải. Không tìm nhầm. Sao có thể tìm nhầm chứ? Tiệm này của chúng tôi là tiệm trang sức bạc tốt nhất toàn phủ thành. Quyện gia, dạy tiếp khách đi. Còn có ông chủ của tiệm chúng tôi, tên là Quyện Gia, là chuyên gia hàng đầu khó có được trong khắp phạm vi xung quanh. Đôi tay đó của cậu ấy, quả thật là điêu luyện sắc sảo, kỹ thuật sửa chữa đúng là xuất sắc tuyệt vời. Thợ sửa trang sức bạc, tốt nhất cả phủ thành, đang ở trước mặt cô. Chính là cậu ấy. Đưa tôi xem. Khóa móc đứt rồi, anh sửa được không? Có thể sửa được. Quyện ra, vào trong đây chút nào. Đợi tôi một chút. Việc này đơn giản, tôi sửa cho cô. Yên tâm đi, có thể đi xem. Cô đây là vị khách đầu tiên của cửa hàng chúng tôi trong hôm nay. Cô có thể xem thoải mái. Cô thích món đồ nào, chúng tôi có thể giảm giá 20% cho cô. Nhưng thật ra, đồ trong tiệm của chúng tôi đều không đắt lắm. Chủ yếu là đồ không đắt, người cũng đẹp. Đặc biệt là tôi, cô nhìn xem. Cô nhìn thấy tôi thì không thể đi nổi. Còn có ông chủ của chúng tôi, ngoại hình rất đẹp trai, chỉ là kém hơn một chút so với tôi. Còn có người nam khi nãy, chính là người đứng bên cạnh tôi đấy. Anh ta cũng chỉ cao. Đừng động vào món đồ đó. Sao cô lại tùy tiện động vào đồ của người khác thế? Nếu không phải tôi nhanh tay lẹ mắt, không thì đã xảy ra chuyện lớn rồi. Anh cố ý đúng không? Cái gì? Vốn dĩ chỉ là khóa móc bị đứt thôi, bây giờ đã trở thành hai đoạn rồi. Các anh thế này lấy đâu ra khách chứ? Ăn nói kiểu gì thế? Nếu không phải do cô động vào cây bút máy đó, thì cái vòng đứt được sao? Sao thế? Sao vòng đeo tay này đứt rồi? Dễ bàn. Cô thấy thế này được không nhé? Chiếc vòng tay này đứt rồi thì dứt khoát làm thành hai sợi. Sợi còn lại tôi lấy dây hồng đeo lên cho cô. Mẫu đó đẹp lắm, mấy trăm tệ lận đấy. Chúng ta chỉ lấy phí gia công của cô ấy thôi. Thì ra các anh làm hư đồ của tôi, còn bắt tôi bù thêm tiền à? Chỗ các anh là tiệm lừa đảo phi pháp à? Không phải. Cô nói ai là tiệm lừa đảo? Vòng tay hư rồi thì tôi sửa cho cô. Anh định sửa thế nào? Chiếc vòng tay này của cô, chế tác có hơi phức tạp, muốn sửa lại như trước đây, cô đi mấy chỗ khác cũng chưa chắc sẽ sửa được. Xe ông đây đỗ trước cửa đâu? Sao giờ không thấy nữa? Xe ông đây đỗ trước cửa. Sao giờ mất rồi? Tôi thấy xe đỗ trước cửa không ai quan tâm, còn có chó đi bậy ở đó. Chúng tôi đã báo cảnh sát cho người kéo đi rồi. Nhận là được. Nói chuyện nào? Bồi thường sao đây? Nói chuyện bồi thường thì được. Để người không liên quan đi trước đã. Được. Đi nào.
Sớm nói như thế thì đúng rồi mà. Bớt được bao nhiêu việc? Nói chuyện nào? Bồi thường thế nào? Hoa sen, hoa lan trong vườn của tôi đều bị đập nát cả. Đều phải bồi thường. Bồi thường thế nào? Quyện gia nói rất đúng. Nếu các cậu đã muốn bồi thường, vậy chúng tôi cũng không khách sáo mà nhận lấy. Chơi tao. Tôi thấy các anh cũng không có thời gian sửa nữa. Chào vòng tay cho tôi. Không phải, cô đừng mà. Cô tin tôi lần này, được không? Tôi bảo đảm sẽ sửa lành lặn lại cho cô. Nhưng mà, cô phải đợi chúng tôi xử lý xong mấy chuyện này đã, được không? Cô ở đây đợi chúng tôi một chút. Tôi xử lý xong mấy chuyện này, sẽ ngay lập tức quay lại sửa cho cô. Sau khi tôi quay lại sẽ sửa cho cô. Ngoan nhé, tôi không sửa nữa. Không nghe hiểu tiếng người sao? Đóng cửa lại an toàn một chút. Làm gì thế? Mở cửa ra. Cô dám cười tôi. Cô đợi đấy cho tôi. Đám người này đúng là vô ý thức. Lấy xe chiếm đường còn thấy mình có ly à? Đây chẳng phải muốn bị đánh sao? Sao thế? Quyện ra. Bút máy đâu? Sao mất rồi? Cô gái đó đâu? Vừa nãy tôi đã nhốt cô ấy ở đây rồi. Sao cô ấy lại đi mất rồi? Bây giờ tôi có việc gấp, buộc phải rời đi. Vòng tay rất quan trọng đối với tôi. Ngày mai tôi phải rời Phổ Thành rồi. Xin hãy sửa lại vòng tay. Trong ngày hôm nay, tối hôm nay, hoặc là ngày mai tôi đến lấy. Bút máy tôi bảo quản giúp anh trước. Xem như vật cầm cố. Nếu như không muốn đến lúc đó, phải đến Hoài Thành lấy, vậy thì hãy mau chóng sửa xong vòng tay rồi trao đổi lại. Vừa nãy trong điện thoại nói, sau này hãy ở lại Phổ Thành, là có ý gì? Mẹ con đâu? Đi rồi, về rồi. Con đợi đã. Bố gọi điện thoại gọi con đến đây. Chính là muốn để con tận mắt nhìn thấy, rốt cuộc là ai đang giở trò sau lưng con. Rốt cuộc là ai không cần con. Mặc dù con đến muộn rồi, nhưng cũng không sao cả. Con nhìn đi. Thủ tục nhập học tạm thời, bà ấy đã làm xong cho con cả rồi. Con không cần về nữa đâu. Chuyển đến trường trung học Lệ Anh, tất cả đều là chuyện do một tay bà ấy làm ra. Cũng là bà ấy, không cho bố nói với con. Phim được thuyết minh bởi haichu.org. Ngữ kinh, sau này con sẽ sống cùng bố. Sau này chung sống thế nào? Với dì quan của con và con trai của dì ấy, không cần bố nói nhiều nữa chứ. Con đi đâu đấy? Quay lại đây. Lâm Ngữ Kinh. Đi đâu đây? Ra sân bay. Mẹ ở đâu? Tiểu Ngữ.
con sống với bố con một khoảng thời gian trước đã, cho nên bố mẹ cố ý lừa con đến Phổ Thành. Sau lưng thì đã sớm thỏa thuận xong mọi việc rồi đúng không? Dựa vào đâu mà vứt con cho Mạnh Vĩ Quốc? Từ nhỏ đến lớn bố có quan tâm đến con đâu. Mẹ làm thế này đều vì tốt cho con. Sau này con sẽ biết, vì tốt cho con. Lúc bố mẹ ly hôn, mẹ nói muốn con ở cùng với mẹ. Con còn tưởng rằng là do mẹ yêu con. Bây giờ mẹ cũng không cần con nữa. Con đã hoàn toàn không còn nhà nữa rồi. Mẹ không có không cần con. Con chăm sóc tốt cho bản thân. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ việc học mẹ hỏi đến con, tất cả chuyện khác đều là tự con chăm sóc chính con, không cần mẹ nhắc nhở. Tất cả thủ tục bàn giao, mẹ đều đã làm xong. Con cứ yên tâm đi học ở Phổ Thành, những chuyện khác, mẹ sẽ xử lý ổn thỏa. Alo? Quả nhiên là cô. Ban ngày trốn trong tiệm trang sức bạc, cười nhà ông đây. Thẩm Quyện đâu? Thẩm Quyện đâu? Bảo hắn ta cút ra đây cho tôi. Nếu không, ông đây sẽ ra tay với cô. Kiêu ngạo cực kỳ, không nghe hiểu lời tôi nói chứ gì. Phải dạy cho cô một bài học mới được. Cô đợi đấy cho tôi. Đợi đấy cho tôi. Cậu hồi phục cũng nhanh quá đấy. Mới nửa ngày mà đã chạy đến lãnh trận đánh thứ hai rồi. Tôi, cậu đừng đắc ý. Hôm nay đại ca của tôi ở đây. Tôi nói cho cậu biết, đại ca của tôi ở đây. Đại ca ở bên trong. Cậu đừng qua đây, cậu muốn làm gì? Đại ca, đừng qua đây. Đại ca, đứng yên. Cậu đừng qua đây. Đại ca, xảy ra chuyện rồi. Đại ca, chính là hắn ta. Tôi nói cho cậu biết, đại ca tôi có đai đen Tây Quân Đô 8 đẳng. Bây giờ cậu quỳ xuống, dập đầu nhận sai, còn dễ thương lượng. Nếu không, đại ca tôi... Được rồi. Mau lẹ cái gì? Lên cả đi. Tôi còn phải nhanh chóng về nhà làm bài tập. Đại ca, hắn ta xỉ nhục anh. Đại ca... Sao lại không đợi bọn tôi? Chào anh. Tôi muốn báo cảnh sát. Chỗ này có người đánh nhau. Xin lỗi, tôi... Đi. Chiếc vòng tay đó của cô không khó sửa, chỉ cần tốn chút thời gian. 3 ngày, tôi sửa xong sẽ gửi về Hoài Thành cho cô, đưa địa chỉ cho tôi. Không cần, tôi không đi được nữa rồi. Cô đợi tôi một chút.
Khi nãy cái đó của cô rớt xuống đất rồi mà. Về rồi à? Ăn cơm chưa? Dì đi làm cho con một ít. Không cần đâu, con ăn rồi. Cảm ơn. Đứng lại chào bố. Mấy giờ rồi? Muộn thế này rồi, con đi đâu thế? Nói rõ ràng cho bố. Con bé về là tốt rồi. Anh gào lên cái gì? Ngữ kinh, con về phòng nghỉ ngơi trước đi. Thủ tục nhập học tạm thời đã làm xong cả rồi. Ngày mai là khai giảng. Con đi học ngoan ngoãn cho bố. Chẳng phải con vẫn luôn rất thích chiếc vòng đeo tay này sao? Bây giờ tặng cho con. Chẳng phải đã nói rồi sao? Con đến Phổ Thành sống mấy ngày trước, gặp gỡ người nhà của bố con, rồi về lại. Lần này con đến Phổ Thành, mẹ con nói với con thế nào? Đều là gì sơ suất, cũng không hỏi con thích ăn gì, mà đã tự lo liệu rồi. Nhưng mà người Phổ Thành bọn gì, khẩu vị ăn uống thanh đạm, sau này con phải tập quen. Quần áo mang đủ chưa? Mang không đủ thì mai đi mua. Chẳng phải ngày mốt về rồi sao? Con mua quần áo gì chứ? Con mang quần áo mùa đông đây. Bố gọi điện thoại gọi con đến đây, chính là muốn để con tận mắt nhìn thấy. Rốt cuộc là ai đang giở trò sau lưng con? Tất cả thủ tục bàn giao, mẹ đều đã làm xong. Con cứ yên tâm đi học ở Phổ Thành, những chuyện khác mẹ sẽ xử lý ổn thỏa. Em là Lâm Ngữ Kinh đúng chứ? Chào mừng em đến trường trung học Lê Anh. Lịch sử của trường chúng ta mặc dù không được lâu đời cho lắm, nhưng được cái là cơ sở vật chất của trường chúng ta đều còn rất mới. Các thầy cô giáo cũng đều rất trẻ. Tư chất giáo viên và chất lượng giảng dạy của trường chúng ta chắc chắn có thể có được bảo đảm đấy. Không nói đến những thứ khác, chúng ta chỉ nói đến năm ngoái. Em có biết năm ngoái tỷ lệ đỗ vào các trường đại học top đầu của trường ta là bao nhiêu không? Bao nhiêu ạ? Đến 78%. Lợi hại chứ? Lợi hại ạ, ghê gớm không? Đó là tòa dạy học của chúng ta. Phía sau là căn tin. Tòa ký túc xá ở phía trước, có rất nhiều bạn học sinh đều ở tại trường. Chân ướt chân ráo mới đến, đừng căng thẳng. Nhìn thầy đây, thầy cũng là lần đầu tiên làm chủ nhiệm lớp. Nói thật lòng, thầy cũng rất căng thẳng. Nhưng có điều, thầy tin tưởng các bạn học của lớp chúng ta đều là những đứa trẻ ngoan. Thầy nhất định có thể dẫn rất tốt. Các cậu đừng đánh nữa. Thầy đến rồi. Thầy đến rồi, đi nào. Ai động vào trà hoa cúc của tôi? Thầy ơi, sách của em. Mọi người yên tĩnh nào. Bắt đầu vào học thôi. Lưu Phúc Hồng.
Lão Lưu. Thầy tên là Lưu Phúc Giang, là chủ nhiệm lớp của các em. Đây là lần đầu tiên thầy làm chủ nhiệm lớp. Thầy tin chắc rằng không có học sinh không dạy được, chỉ có giáo viên không biết dạy thôi. Đúng, 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 đúng. Nhớ lại lúc thầy vừa làm giáo viên, có một lần, có một bạn học sinh đến muộn. Thầy đã hỏi bạn ấy lý do. Các em đoán xem, bạn học sinh ấy trả lời thế nào? Không biết ạ. Bạn ấy lại nói là, thầy ơi, hôm qua em làm mù bài tập suốt đêm, dậy không nổi. Các em nói xem thầy có thể tức giận được sao? Một đứa bé ngoan như thế. Chào thầy, hôm qua em làm mù bài tập suốt đêm, nên đến muộn. Em chính là Thẩm Quyện đúng không? Ngày đầu tiên đi học, muộn một chút thì muộn một chút đi, không sao cả. Cảm ơn thầy, vậy bài tập của em đâu? Em quên mang theo rồi. Thế ngày mai em đừng quên nhé. Được rồi, về chỗ của mình trước đi. Tôi có thể ngồi đây không? Được, được. À, phải rồi. Các em ơi, thầy giới thiệu cho mọi người. Đây là học sinh mới chuyển trường đến của lớp chúng ta, bạn Lâm Ngữ Kinh. Mọi người vỗ tay chào mừng bạn ấy đi. Lâm Ngữ Kinh, tìm chỗ ngồi đi. Lâm Ngữ Kinh. Lâm Ngữ Kinh. Ngày mai cháu bút máy cho cậu. Được rồi, lần này mọi người đều đã đến đông đủ rồi. Nào chúng ta chính thức bắt đầu giờ học. Báo cáo. Sao thế? Em cũng làm mù bài tập suốt đêm, nên đến muộn à? Tan học rồi, tan học rồi, tan học rồi, tan học rồi. Cậu là ai thế? Tôi tên là Vương Nhất Dương. Cậu chính là người. Là người. Lấy đi bảo vật chính tiệm chúng tôi. Cậu cắt tóc rồi, nhưng nói chuyện vẫn không lưu loát. Quyện gia. Cậu ấy là ai? Không đúng. Rõ ràng hai người quen biết nhau. Quyện gia, đợi tôi với. Cậu không sợ à? Sợ cái gì? Cậu không biết à? Thẩm Quyện, bạn cùng bàn với cậu, bảo lưu một năm rồi. Cho nên... Xem ra chỉ có học sinh mới đến, nhưng cậu mới dám ngồi cùng bàn với cậu ấy. Bạn học mới à? À thì, có phải cậu vừa mới đến trường chúng ta, còn chưa biết quán nào bán đồ ăn ngon đúng chứ? Có cần tôi dẫn cậu đi xung quanh xem không? Được thôi.
Quán bún đó rất ngon, chỉ có điều cho tỏi hơi nhiều. Nếu cậu ăn không quen, nhất định phải nói với ông chủ một tiếng. Còn có quán này, bánh mì dăm bông của quán họ rất ngon, nhưng tuyệt đối đừng gọi nhân bơ sữa. Nhân bơ sữa ăn rất ngấy, cậu chắc chắn sẽ ăn không quen. Sao cậu lại biết nhiều như thế? Tôi là lớp phó đời sống. À phải rồi, lão Lưu dặn dò tôi, nhất định phải dẫn cậu đi xung quanh tham quan, làm quen với môi trường học đường. Tôi thấy cậu đến căng tin, nên dẫn cậu đi tham quan. Cảm ơn nhé, đều là bạn học, chuyện nên làm à. Chỗ ngồi của chúng ta lại gần như thế. Tôi thấy cậu gầy thế này, có phải vừa đến Phổ Thành, ăn uống không quen đúng không? Chút nữa nhất định phải ăn nhiều vào. Bên này, món sủi cảo trên này là món tuyệt vời của trường chúng ta. Bà chủ, bọn em lấy hết sủi cảo chiên còn lại. Được, quẹt thẻ đi. Đúng rồi, quẹt thẻ đi. Thẻ gì? Thẻ học sinh. Chẳng lẽ cậu chưa làm sao? Không sao, quẹt thẻ tôi. Nào nếm thử đi. Sủi cảo trên này là cửa tiệm lâu đời của trường chúng ta. Cảm ơn. Hết tất cả bao nhiêu tiền? Chẳng có bao nhiêu. Hôm nay Lâm Ngữ Kinh nợ Lý Lâm một phần sủi cảo chiên, một chai sữa đậu nành, tổng cộng 15,5 tệ. Cậu yên tâm đi, cuối tháng kết sổ. Có phải là cậu nói không? Cậu nói chuyện đi, rốt cuộc có phải cậu nói không? Sao cô Hạ lại ngang ngược như vậy? Đi thôi. Nếu phải nói ngang ngược thật sự, thì người bạn cùng bàn của cậu mới là ngang ngược. Sao lại nói vậy? Thành phố mới, người nhà mới, trường học mới. Tất cả những thay đổi này đều chỉ vì một câu: mẹ vì muốn tốt cho con. Người lớn lúc nào cũng dùng câu nói này để chú thích cho hành vi của chính mình. Dường như một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta cũng sẽ trưởng thành, tán đồng và thấu hiểu họ. Chicago.